hello hi xin chào các bạn xin chào cả nhà hôm nay thi thu châu việt bốn à, thành viên của đội thi thi cũng chuẩn bị mà mở tiệc nha cả nhà và các bạn coi như là bữa nay con cá lóc này là Việt với uh, thu sẽ nướng chui đó cả nhà ơi nướng chui cho nó đen thùi lùi luôn thì cũng như thường lệ à, thu thu là bếp chính đó nha cả nhà nha các bạn nó nếp và đậu thu thu rút hết để ra thao hai nồi là các bạn ơi một nồi đang à, trên bếp đang à, sôi giống như mình hấp nữa đó cả nhà các bạn còn à, một thao nếp để dưới như là bữa nay à, thu thu là hấp hai nồi sôi thấy các bạn cả nhà thấy à, thu thu giỏi không Đấy Hấp 2 nồi sôi cái ống tre này là để đang cho nó thông hơi đó cả nhà các bạn chứ rồi đó giờ thì thi cũng chỉ làm chừng một lít nửa lít ăn thôi chứ cũng chưa, chưa có làm nhiều như thế nữa làm nhiều quá thì, thì không có dám làm làm sợ nó không ngon chỉ có thu à đó, thu để lá dứa lên cho thu không đó cả nhà các bạn nhìn rồi soi bắt mắt không đó, còn cái ống tre để thông thông cho nên nó hơi, bốc hơi ra đang nó đừng có bị nước nó, nước nó gịnh xuống nếp hay gì đó. thu thu hay quá à Đấy. mà còn nấu lửa củi nữa ra nhà các bạn thấy lửa củi nấu nhìn thấy vui không Vì nhớ lại ngày thơ ấu nó thu thu để nước đó là nước dừa đó nước cốt dừa thu thu dắt ra đó cả nhà các bạn nước cốt dừa dưới đường thu thu dắt ra cái thao đó để thu thu cứ uh, cứ uh, cứ uh, cứ, uh, cứ, uh, cứ, uh, cứ, lên hoài chỗ nào khô cái thu thu gứ uh, lên đó, gứ lên là cũng như là cái nồi sôi này nó cũng sắp xong rồi đó cả nhà là hết uh, hết phần nước cốt dừa dưới đường rồi đó soi hai nồi trà bá luôn trà bá nè anh luôn á nhìn lửa gì nhớ lại tết thiệt chứ Đời xưa ở giường tết nấu bánh tét bằng lửa bây giờ lâu lâu mới gặp lại, lại nấu được gì nữa nha nấu bằng ga là nhiều Đó, thành phần mấy chị em nó chuẩn bị là ăn ăn tiệc ăn, ăn tiệc tiếp tục cả nhà ơi nó còn cái nước cốt này là mình để cho cái thao đậu dưới nếp dưới này nghe các bạn đấy đang còn một thao nữa đó thì hôm nay buổi tiệc hôm nay á, thì ăn cũng nhiều món lắm cả nhà các bạn ơi ăn nhiều thứ nhiều món thành ra ăn cùng, cùng chung với đồng bọn thành ra không có ăn mà nên được nha mà quay nên thi thi tạm thời quay gì đó quay như vậy cho cả nhà thấy cái cảnh này đang nhớ tết nhớ tết nấu bánh tét lập bùng đó, thu giỏi ghê thi thì là bí thu giỏi lắm thi nó là có trách nhiệm quay thu thấy vừa vừa chính vừa phụ luôn rửa nồi luôn còn châu và việt thì đang làm chuyện ngoài chút xíu vô tới là thi sẽ quay cho cả nhà thấy Châu và Việt đó, đồng đội của Thi Thi đó đó là gà đó nha Thi Thi thu luộc gà đó còn nồi này nồi bò kho nhiều món đến thế Thu thu là nấu bò kho hay bá cháy luôn đó nha bá cháy bá cháy luôn đó. đó ba nồi đó cả nhà thấy không đó. đây châu đây nãy thu rửa vậy tí châu rửa nó châu sẽ xuất hiện rồi hồi tới việc nha cả nhà các bạn thì đồng đội chỉ có mấy đứa vậy đó Đấy, giờ là nãy là cái một sửng soi là đã chín bây giờ tiếp tục sửng thứ hai Ở cả nhà thấy các bạn thấy dẻo không dẻo thơm thơm phừng phực của lá dứa rồi của mùi sôi nước cốt dừa đường đấy nước cúc dừa dưới đường á, thu thu gứ lên nhiều lắm luôn á bởi vì ăn thấy nó béo mà nó ngọt ngon hết sảy con và bảy cả nhà ơi nãy rồi bây giờ là nếu như sửng sôi này xong á là châu đang cạo rửa con cá lóc nha cả nhà Bỏ bụng nó ra để nướng chui cuộc tranh cãi giữa con cá lóc xảy ra giữa châu và diệt và thu à, thu thì kêu lụi vô bếp hoặc là đốt lửa chùm lên nướng chua như nướng gom vậy đó châu thì không chịu châu thì nói là sỏ sỏ rồi để gác trên cái bếp nướng chứ không có nướng vậy hai người tranh cãi quá trời mà không biết nướng hai kiểu đó kiểu nào ngon cả nhà các bạn Thôi thì kêu chùm lại nướng giống như nướng bỏ vô gom nướng vậy đó còn châu thì không chịu hai gì con cá lóc mà ba đứa nó tranh cãi quá trời thành ra à, mình không có dám quay mở tiếng lên mở tiếng lên tưởng đâu là ba nàng lộn thành ra không dám mở tiếng lên cho cả nhà nghe à, châu bây giờ châu tức quá châu cải quyết liệt rồi châu kêu là phải lấy cái cây sỏ lụi rồi gác lên cái bếp nè nó gác lên cái bếp ra đó nướng lửa than nó tức dữ rồi kìa đó thi nghe lời sỏ lụi nó rồi nó châu mổ bụng nó hết rồi mổ bụng rửa muối rồi sạch sẽ nó rồi xỏ lên vậy đó giờ nướng theo cách của châu nha cả nhà các bạn vì con cá lóc này chuyện của con cá lóc mà ba người đó nhiều chuyện um sùm vì mi nghe cá lóc bây giờ phải cho nó vô lò đây còn đây là người đẹp việt nha đẹp nhất cầu bà chạy đây đây đang nướng con cá lóc nướng theo kiểu của châu để xỏ lụi lên nướng Đấy Rửa thang các bạn thấy ngon không Đó gì con cá lóc này mà ba đứa nó chiến tranh quá trời luôn đó, Đứa thì kêu Lụi nó xuống dưới đi nướng vậy biết chừng nào cho chín Rồi cạo Còn châu thì kêu vậy Đấy mấy cả nhà thấy ai đúng nhớ nhớ để lại bình luận giùm đi thi thi nha châu thì kêu để cho vậy đó còn thu thì kêu lùi xuống dưới như nướng gom vậy đó đấy nướng con cá lóc ra là à, Đòn của chúng thi của thi thi là bắt đầu lên mâm nha cả nhà lên mâm là xơi. ôi ô, trời, trời ơi, trời ngon quá việc ơi gì kỳ cỏ nó đó kỳ cỏ nó cho nó sạch cho nó sạch đáy nãy ra ra mâm thấy đẹp không cả nhà các bạn tuyệt vời ông mặt trời không ngon không sao tả nổi đó thì bây giờ thành phần à, gia đình bây giờ đó gia đình là có đủ mặt chỉ bây giờ là chỉ còn ăn thôi ăn thôi cả nhà các bạn ơi Đấy. thi là quay không à no quay không no cả nhà các bạn ơi nó hơi nhìn gỗ rau sống thấy muốn ăn cá lóc nướng liền ha cả nhà các bạn Đấy thì bây giờ thi thi chỉ quay cái clip có vậy thôi à tại vì bây giờ mình quay mình chỉ quay để dành kỷ niệm thôi vui chơi cả nhà ơi bây giờ chưa có phần tài trợ chừng nào có tài trợ thì thi thi sẽ làm tôm tắt hơn Đấy, thì bây giờ cứ ăn cái gì quay lên nấy có gì úp lên nấy nãy các cá, cá tay tượng chiên xù gói chấm ấm me cả nhà các bạn đó cá tay tượng chiên xù còn thao là thao bánh lọt giò heo đó. rồi rau thì quá xa rau rồi và cơm cháy khô quẹt đó. thành phần là đồng đội của Thi Thi chuẩn bị rồi đó chuẩn bị là sẽ ăn xa thôi bây giờ đã xong hết rồi mời cả nhà và các bạn ăn cùng đồng đội Thi Thi nha nếu như cả nhà có xem video của Thi Thi thì hãy nhớ để lại cho Thi Thi một lượt đăng ký Say like, lấy xe ủng hộ Thi Thi để Thi Thi có động lực làm cái clip sau Cho nó tươm tắt hơn Thì bây giờ Thi Thi có cái gì ăn cái gì úp lên ấy Cả nhà thông cảm cho Thi Thi nha Cảm ơn cả nhà rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều cả nhà các bạn ăn cùng gia đình thi thi nha đồng đội thi thi là bắt đầu ăn nha cả nhà các bạn cũng để đánh dấu cái kỷ niệm sang năm 2022, 2022 2021 nó thì để để lưu kỷ niệm lại với đồng đội của thi thi bây giờ thì thi thi cũng dừng cái clip lại ở đây thì, thì uh, xin uh, chúc tất cả một uh, tất cả các bạn yêu quý của Thi Thi sang năm 2021 tràn đầy sức sống, sức khỏe dồi dào uh, phát tài, phát lộc, tiền vô như nước. Năm uh, cũ đã qua rồi, năm mới thì uh, chúng ta hãy đón một cái mới nhất nha cả nhà các bạn. Bye bye cả nhà các bạn nếu các bạn có xem thì hãy nhớ bấm đăng ký lên xe ủng hộ thi thi nha bye bye